như kiểu bạn như em này ở Đà Nẵng thì anh cũng có một số người bạn rất là thân thiết, anh có thể tạo được cái công an việc làm cho em ở Đà Nẵng. Hiệp đang cho cái phần sau á. Một lát nữa lấy số anh thì anh có thể liên hệ để cho em có thể chắc xin được cho em liên lạc. Chào anh ạ, chào chưa ạ? Chào anh ạ.